Kinh nghiệm chăm sóc da trước ngày chụp hình cưới. 1. Ngủ đủ giấc. Các cô dâu thường khá bận bịu chuẩn bị cho ngày trọng đại mà có thể bỏ qua những thời gian quý giá dành cho giấc ngủ của mình. Đây là một trong những thủ phạm tàn phá làn da của chúng mình. Ngủ đủ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày sẽ giúp cô dâu có làn da mịn màng, tươi sáng cho ngày chụp ảnh. 2. Uống đủ nước. Mỗi ngày uống đủ 2 lít nước không chỉ cho đỡ khát mà còn giúp thanh lọc các độc tố trong cơ thể, giúp bạn có một làn da tươi trẻ. Dù bận rộn đến đâu, các cô dâu hãy nhớ uống đủ nước nhé. 3. Làm sạch da và sử dụng kem dưỡng da phù hợp. Làm sạch da là bước đầu tiên cho mọi bước chăm sóc da. Bạn cần làm sạch da một cách phù hợp, sử dụng các cách làm sạch của từng loại da. Điều này giúp các loại kem dưỡng có thể thẩm thấu và phát huy tốt hơn. Bạn nên sử dụng các loại mỹ phẩm từ thiên nhiên để giúp làn da được đẹp mà không lo tác dụng phụ. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình. 4. Hãy thư giãn. Có một điều không thể thiếu khi chăm sóc da để chụp ảnh cưới là thư giãn. Hãy thật thoải mái nhé các nàng dâu. Bạn chỉ cần thư giãn đợi đến ngày hai ta về một nhà. Đừng lo lắng, điều này sẽ giúp bạn có những bức ảnh cưới đẹp nhất. Chỉ cần thực hiện tốt 4 bước chăm sóc da trước ngày cưới chụp ảnh này, bạn sẽ có một làn da như ý, những bức ảnh tuyệt đẹp đầy ý nghĩa.